Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với nhà Cú. Vậy là chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc hai cái banner Zhongli và vũ khí này để chào đón banner mới Eula và cái vũ khí mới của Eula luôn. Thì hiện tại chắc là có lẽ đa số anh em cũng có những câu hỏi, đó là có nên quay Eula hay không, hay là skip để đợi banner tiếp theo. Đó là của 1.6, hình như là Klee và Kazuha. Kazuha là một nhân vật hệ phong mới. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ nói đến một cái vấn đề, đó là skill của Eula nó sẽ cho chúng ta những cái gì. Thì đây là skill E này, đây là skill sát thương nguyên tố này, đấy E rồi. Thì sát thương chiêu E nó hoàn toàn tạo ra cho chúng ta là sát thương nguyên tố băng nhá. Thì chúng ta nhấn này, sát thương nhấn, tôi sẽ lấy ở level 10. Bởi vì mọi người cũng biết là hiện tại Eula, tất cả những cái skill hiện tại nó chỉ dừng ở level 10 thôi. Nếu mà có cung mệnh hoặc là có thiên phú thì nó sẽ cho chúng ta lên 11 hoặc là 13. Nhưng mà chuẩn xác vẫn là 10, thì tôi sẽ lấy level 10 cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên là nhấn này, sát thương một lần nhấn của E này, nó sẽ là 263%. Sát thương nhấn giữ là 442. Rồi, rất là lớn, đấy, sát thương tôi đánh giá nó không thấp. Tiếp theo là khi mà chúng ta nhấn thì nó sẽ cho chúng ta cái trái tim băng giá đây này, và CD của lần nhấn là 4 giây nhá. Nhấn một lần đấy là chúng ta sẽ ấn thì nó sẽ CD 4 giây. Thì tối đa chúng ta sẽ chỉ có stack được 2 cái trái tim băng giá thôi. Đấy, anh em nhìn này, mỗi stack chỉ mỗi lần chỉ được tối đa là 2 cái trái tim băng giá. Cái phòng thủ khi sau khi mà chúng ta nhấn E đấy thì nó sẽ tăng cho chúng ta phòng thủ, và cái phòng thủ đấy nó sẽ dựa theo cái số trái tim băng giá chúng ta đang có trong người. Thì tăng 30% với 1 trái tim và tăng 60% đấy với 2 trái tim. Tiếp theo là đến cái trái tim đấy nó sẽ tồn tại trong vòng 18 giây. Mỗi trái tim tồn tại trong 18 giây và nó sẽ không stack. Nó sẽ có thời gian CD riêng của nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhấn giữ. Thì sau khi nhấn giữ này thì nó sẽ tiêu hao cái trái tim băng giá, và để giảm cái kháng vật lý là 1 này và kháng sát thương nguyên tố băng là 2. Thì một trái tim băng giá nó sẽ giảm kháng là 25% mỗi loại. Thì hai trái tim nó sẽ giảm cho chúng ta 50%. Đấy. Và giảm 50% kháng vật lý và kháng băng là cũng kinh khủng đấy, không đùa đâu. Và cái thời gian hiệu ứng giảm đấy tồn tại đó là 7 giây anh em nhé. Nó ngang ngửa với cả cái giảm kháng nguyên tố của Zhongli. Đây là 2 cái CD nhấn E và nhấn giữ. 4 giây tôi đánh giá là một trong những cái CD rất là ngắn, rất ngắn luôn. Bởi vì Venti cũng là CD 6 giây thì phải, 4 giây. Và lượng đam ở level 10 gây ra với 263% của Eula. Thì mọi người có thể tự nhận định nhá, so sánh với một số con hero, nhân vật mà chúng ta đang có hiện tại để biết là cái lượng đam này nó lớn hay là nó không lớn. Đấy, tôi sẽ không nói ở đây. Tiếp theo đến với kỹ năng độ. Kỹ năng độ thì chúng ta sẽ ngắn thôi, nó cũng là level 10. Tôi sẽ lấy level 10 tất cả cho nó dễ. Đầu tiên là khi chúng ta dùng skin ấy, dùng kỹ năng độ này nó sẽ gây cái sát thương đầu tiên là 442 sát thương lần 1, đó là sát thương băng nhá. Cái này là băng này. Sát thương nguyên tố là băng. Thì sau khi mà chúng ta dùng cái kỹ năng nộ này đấy thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái thanh kiếm ở sau lưng. Tức là sau khi chúng ta dùng ấy, nó sẽ tạo cho chúng ta một thanh kiếm ở sau lưng. Rồi, tôi sẽ vẽ một thanh kiếm cho anh em dễ hình dung. Hy vọng là tôi vẽ đẹp một chút cho anh em. Ôi chết, vẽ này kinh quá. Thôi lỗi. Nói chung là nó sẽ tạo chúng ta một thanh kiếm ở sau lưng như thế này. Không biết anh em kia nhìn ra cái gì không, nhưng mà tôi nhìn hơi vậy vậy. Đấy, nó tạo chúng ta sau lưng một cái thanh kiếm. Và mỗi khi chúng ta đánh thanh kiếm đấy nó sẽ tồn tại trong vòng 7 giây nhá. Đây là anh em nhìn chưa, kiếm văng chỉ tồn tại trong vòng 7 giây thôi. Và mỗi lần ấy, chúng ta đánh thường này, sau khi mà cast skin xong nhá, vào trong thời gian thanh kiếm nó tồn tại nhá, thì chúng ta đánh thường này, một này, đánh thường này, cộng với là dùng kỹ năng này, kỹ năng nguyên tố đấy là E đấy, dùng E thì nó sẽ đều cho chúng ta một cái stack, tức là cộng một lần thêm một lần vào trong cái kiếm đấy. Và sau khi mà đến cái thời hết cái 7 giây đấy, kiếm băng nó sẽ nổ. Kiếm băng này nó sẽ nổ. Đây là kiếm ánh sáng này, anh em nhìn thấy chưa? Nó sẽ nổ và gây cái sát thương là level 10 nhá, là 725% sát thương. Nhưng mà rất tiếc, sát thương là nhìn anh em nhìn nó cao đúng không? Nhưng mà anh em phải hiểu đây sát thương vật lý. Sát thương vật lý rất tiếc, nó là sát thương đam trắng đấy anh em. Đam trắng. Anh em đừng nhầm lẫn nhá, đam trắng. Rồi. Sát thương này là 725% sát thương đam trắng. Và đây là cái đam khi mà chúng ta nổ không có mà đánh, không có stack nào ấy. Còn khi mà chúng ta có những stack mà chúng ta dùng đánh thường này, hoặc là dùng kỹ năng E này, thì nó sẽ cho chúng ta đó là level 10 là mỗi một cái stack đấy nó sẽ cho chúng ta là 150% đam nữa. Thế tức là cái số này chúng ta phải cộng vào 725 cộng với 150. Đấy, nó sẽ khoảng 875% đam cho một cái nổ đấy, nhưng mà nó vẫn là đam trắng nhá. Thì trong 7 giây thì tôi nghĩ là anh em cũng có thể là đánh em một lần này, xong đấm đánh các thứ khoảng 6 lần, 5-6 lần đi đấy trong 7 giây. Thì cái stack anh em có thể có nó sẽ khoảng 8. Và con số 150 anh em nhân 8 lên. 150 nhân 8 này, 150 nhân với 8 thì anh em sẽ được cộng thêm đó là, để tôi lấy máy tính nó tính nha, tôi học người ngu vấn toán lắm. 150 nhân 8 thì bằng thêm 1200% cái đam vật lý nhá. Đam vật lý, cái này tôi phải nói kỹ không anh em bị nhầm, là đam vật lý đam trắng thôi. 1000 cộng thêm là 1000%, 1200% đam trắng nếu mà chúng ta stack được 8 stack. Anh em nhìn thấy chưa? Tức là 725 cộng với 1200. Ui, con số ảo thật. Con số dồn đam này thật sự ảo luôn. Anh em hình dung đâu nhá. Bây giờ 700 1200 đâu rồi, tôi đã tính anh em nhá. 1200 cộng với 700 nó là 2000 đam rồi còn gì nữa. 1200 này cộng với này 725. Đấy, gần 2000 rồi, 2000% đam trắng là cũng ra gì đấy. 2000% đam trắng là cũng kinh khủng đấy. Chưa kể là Lucas skin nó còn cho chúng ta gần 440% đam băng nữa. Thì cái mana, cái nguyên tố, năng lượng nguyên tố chúng ta cần đấy để dùng cho ulti này là 80. Và CD của cái ulti này là 20 giây. Và cái stack chúng ta có thể stack tối đa là 30 stack. Nhưng mà trong 7 giây thì không biết là con Eula làm sao được để đủ 30 stack. Khó nhỉ. Trong có 7 giây mà Eula đúng dùng được 30 stack thì tôi thấy cũng hơi kinh đấy. Thì đấy, bây giờ thì anh em đã có thể hình dung được là Eula nó sẽ dồn đam kinh khủng như nào đúng không? Nhưng mà tôi vẫn nhấn mạnh anh em một điều đó là đam trắng là vật lý thôi. Đó, nhưng mà nó vẫn là lượng đồ dồn đam rất là lớn. Vậy thì bây giờ sau khi mà hiểu được cái kỹ năng độ này và kỹ năng nguyên tố của Eula rồi thì chúng ta cần những cái phân tích gì? Thì hiện tại thì tôi sẽ dùng một cái số cái phân tích nó liên quan đến kinh tế học. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2. Phần 2 hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái mô hình. Mô hình này nó hơi kỹ thuật một chút. Đó là để chúng ta có thể kiểm soát được, theo dõi được cái dòng tiền. Dòng tiền ở đây là nguyên thạch. Dòng nguyên thạch của chúng ta nó chảy như thế nào và nó hoạt động như thế nào. Khi chúng ta hiểu được cái dòng nguyên thạch của chúng ta chảy như thế nào, cái dòng nguyên thạch của chúng ta hoạt động như thế nào, thì chúng ta sẽ có những quyết định nó dựa trên cái phân tích kỹ thuật. Thay vì chúng ta phải đi hỏi người này người kia là như thế nào, thì chúng ta biết được cái tiềm lực của chúng ta đến mức nào để chúng ta có thể chơi được cái banner đấy hay không. Và cái này thì nó là cái chủ đề rất là nổi tiếng trong đầu tư, đó là investment intelligence, đó là nhà đầu tư thông minh đấy. Và khi chúng ta thông minh thông thái rồi thì chúng ta sẽ tránh được cái rủi ro trong đầu tư. Rủi ro trong đầu tư là nó gọi là investment risk, là cái sự rủi ro trong đầu tư. Tôi hy vọng là anh em sẽ tránh được những cái rủi ro do là thứ nhất là không có nguyên thạch, tức là tiền ít ấy, mà đòi hít những cái thứ thơm tho đấy. Thì chúng ta sẽ tránh được, bởi vì là nhiều khi ấy, anh em tiền ít thì anh em không tính cái chuyện lệch rate. đúng không? Chúng ta sẽ có một con số chính xác ở đây là con số 180, 180 lần để quay ra một nhân vật. Bởi vì chúng ta tính cả lệch rate nhá, thì anh em phải tính toán là cái lượng tiền chúng ta tiêu cho 180 lần quay là bao nhiêu. Đó là cái tổng số này. Đấy, tổng số này người ta gọi là 180 lần. Còn một số những thứ khác, level tôi sẽ không nói. Tôi sẽ cố gắng nói cái chủ đề chính cho anh em dễ hiểu thôi. Thì chúng ta có đồ thị ở đây. Và đầu tiên ấy, tôi sẽ cho chúng ta vài cái mô hình. Tôi trước đi. Đầu tiên tôi sẽ để cái con Venti ở đây, banner Venti ở đây trước nhá. Banner Childe ở đây này. Và cuối cùng là banner Zhongli ở trên này. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em là cái banner hiện nó cái cột đầu tiên anh em nhìn là cột nguyên thạch. Mọi người nhìn thấy cột nguyên thạch nó rất là cong đúng không? Và cột thời gian. Thì thời gian ở đây là Venti trước này, banner Childe tiếp theo, banner Zhongli này. Đây tôi dựa theo cái cá nhân của tôi. Đó là Venti tôi bỏ qua này. Thì tức là tôi ở vùng đáy này, vòng đáy của cái thu nhập. Và đến cái Childe tôi cũng bỏ qua luôn. Và tôi đang đi farm thì lúc này là cái nguyên thạch của tôi tích lũy nó lên được cái mức này rồi. Anh em nhìn cái nguyên thạch tôi đang đi lên này. Đấy, đường nguyên thạch tôi đang đi lên là từ Venti tôi không còn nguyên thạch nào nhá. Nhưng mà tôi tích dần đến banner Childe, tôi tích tiếp thì đến banner Zhongli tôi đã có đủ số lượng nguyên thạch để chắc chắn quay ra con Zhongli. Anh em hiểu không? Tôi chắc chắn tôi sẽ quay ra con Zhongli ở cái banner Zhongli này. Thì cái con Zhongli ở trên vùng đỉnh này. Và sau khi chúng ta quay ra Zhongli đúng không? Đây tôi để con Zhongli ở đây. Sau khi chúng ta quay ra Zhongli thì chúng ta lại bắt đầu quay lại một chương trình nữa, đó là tích cóc nguyên thạch. Đây về 0 này. Chỗ này đó là về 0. 0 đồng. Rồi. Thì dưới này nó sẽ lại banner. Banner tiếp theo là banner Eula. Là cái banner chúng ta sẽ bắt đầu tích cóc nguyên thạch. Đây tôi dựa ví dụ của tôi luôn là Eula tôi sẽ tích cóc nguyên thạch. Để tiếp theo đến banner của 1.6. Cái lượng event và cái lượng nguyên thạch tôi sẽ đủ để có thể chơi những banner ở 1.6. Còn một số anh em thì tôi sẽ phân tích cho một số anh em. Nếu mà anh em nào cái mô hình nó rất là linh hoạt, tôi dựa cái mô hình của tôi, khi mà tôi quay Zhongli rồi tôi sẽ không còn nguyên thạch nữa thì nó sẽ là Eula tôi sẽ bị mất đúng không? Thế nhưng mà có một số anh em thì anh em là không quay banner Zhongli. Đấy, anh em lại quay banner Eula, tức là banner Zhongli ở Venti anh em đều không quay đúng không? Childe này, Zhongli này, anh em đều có từ cái banner trước rồi, mình không quay, mình đợi banner Eula mình quay. Đấy, Eula thì anh em lại xả nguyên thạch có cái Eula này là trên đỉnh của cái đồ thị rồi thì anh em có thể là chiến thôi. Hoặc có một số anh em còn như thế này nữa cơ, như thế này hơi kinh khủng đấy. Tức là Zhongli anh em không quay lại, bắt đầu tích nguyên thạch này, bởi anh em quay Childe trước này, anh em quay Childe nó ra Childe mất rồi. Anh em bắt đầu tích nguyên thạch từ Zhongli này, tích tiếp đến banner Eula này, Eula lưng chừng thôi. Không quay. Đến banner 1.6 anh em bắt đầu xả ra. Đấy. Thì đây cũng là một cách để anh em tích nguyên thạch. Và cái đồ thị này nó rất là trực quan để mình hiểu được cái dòng tiền của mình nó chạy như thế nào, cái dòng nguyên thạch của mình nó chảy như thế nào. Và khi anh em có những cái nhìn chính xác và cái theo dõi chuẩn xác về cái số nguyên thạch của mình có được để tính nhá, cái tính ở đây chúng ta cứ tính là 180 lần quay đi nhá, cứ tính 180 đi, bởi vì anh em có thể là quay ra sớm đúng không? Có thể là may mắn anh em quay vài chục lần là ra 2 con 5 sao thì không nói, nhưng mà anh em cứ phải tính con số chính xác của tôi là 180 nguyên thạch, à nhầm, 180 lần quay để làm cái mốc ở trên đỉnh này. Đấy, cứ tính như này đi, anh em tính ở trên đỉnh này đi, cứ mỗi cái đỉnh là 180. Đấy, cho anh em dễ hình dung. Rồi, còn chỗ này chúng ta về 0 này, không có lần nào này, hết tiền rồi. Là 0. Còn chỗ này lưng chừng là chúng ta chỉ có khoảng 6 70 80 90 lần thôi thì chúng ta chỉ được 1 con 5 sao thôi, và nếu lệch rate thì chắc chắn anh em phải quay lại nữa đúng không? Đấy. Thì sau khi nhìn cái mô hình này rồi thì anh em có biết, có thể hiểu được là cái dòng nguyên thạch của chúng ta nó đi về đâu, nó chảy về đâu. Và khi biết được cái điều như thế rồi thì những cái quyết định em đưa ra nó sẽ khoa học và nó sẽ hợp lý, so với là chúng ta bây giờ chỉ đi hỏi người này người kia, mà trong sinh nguyên thạch chúng ta có mấy nghìn nguyên thạch thôi chúng ta cũng đòi quay thì bảo là may mắn, lucky, lắc kiếp các thứ như thế kia ấy. Thì tôi nói thật với anh em là xin lỗi, tôi không phải người chơi may mắn, bởi vì tôi lần nào tôi quay cũng phải 8-90 lần mới ra. Sorry anh em, tôi không có lần nào dưới 50 lần. Nên là cái việc mà tôi tin vào may mắn thì không, cái điều đấy hoàn toàn không, mà tôi sẽ dựa vào những cái chỉ báo kỹ thuật Và cái chỉ bảo kỹ thuật này nó lại chuyên ngành kinh tế nữa, thì khả năng cao nó sẽ hợp lý với tôi hơn. Thì chơi như này thì nhiều anh em cũng đã nói rằng là nó hơi máy móc. Có thể anh em sẽ comment là như này nó hơi máy móc, nó sẽ không waifu, nó sẽ không đúng là giải trí game. Nhưng mỗi người một cách chơi, và đây là cách để tôi chỉ cho anh em có những cái quyết định dựa trên những cái thứ mình em đã có và theo cái đồ thị này, chứ không phải đi hỏi người này người kia. Rồi còn nếu anh em nào vẫn muốn chơi waifu, muốn chơi là thích có lượt nào quay lượt đấy thì cứ thoải mái thôi, bởi vì mỗi người một cách chơi khác nhau. 7 tỷ người thì có 7 tỷ cách chơi, đâu thể là giống 100% được, đúng không ạ? Và video này là tôi nghĩ hơi dài rồi. Cảm ơn anh em theo dõi. Nếu anh em thấy video này thú vị, hãy cho tôi xin một like và một đăng ký kênh. Còn nếu mà anh em có những cái thắc mắc hoặc là những cái phân tích kỹ thuật khác ngoài cái mô hình này thì anh em có thể để lại bình luận ở phía bên dưới. Và biết đâu chúng ta lại có những cái điểm chung về kinh doanh này ra. Bây giờ thì xin chào và hẹn mọi người trong video tiếp theo. Bye bye mọi người. Hello mọi người, đến hẹn lại lên rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với số thứ 2 của Genshin Talk, nói gì đi. Và vẫn là tôi, Kuto, đóng vai trò là host cũng như MC của buổi talk ngày hôm nay. Khách mời của chúng ta hôm nay thì nó rất đặc biệt. Nó là một anh này là một người vẽ lên những ngôi nhà trong mơ của rất là nhiều gia đình, và kiêm thêm ông chủ một shop online nữa. Nghe mọi người nghe thấy cái vị thế và cái nghề nghiệp nghe đúng xịn sò, đúng không? Chúng ta sẽ đến với anh Trường. Hello anh, chào mừng anh đến với Genshin Talk.